là rồi mà tiếng vẫn chắc lịch anh em. Tháo đây, tháo bát ra rồi nhá, hở thêm cho khoác này rồi này. Thì bát nó vẫn rất là lực. Đây là cặp Jensen DX5 à. Đây là mộc bạc nhá, chưa spa gì anh em nhá. Đây là mộc bạc luôn nhá, chưa spa gì nhá. Cặp loa này có rất là nhiều thế mạnh này, nào là dễ ghép này, tiếng tốt này. Và giá thì là 5,5 triệu. Dáng cây anh em nhá, nó là sử dụng hai bát đây. Chiếc bên này là chưa tháo, chiếc bên này tháo rồi. Đây, cho anh em nhìn. Đây, cầm cái vành trên, em cầm vành trên. Đấy, à. Hai củ nó như nhau nhá, em này củ bọc từ nhá. Này, củ rất đẹp luôn. Đấy, 7 màu, nguyên chất mộc. Bông thủy tinh ở trong. Đó. À, gân cao su zin luôn. À, Jensen DX5. Nó giống cái tên của dòng Koran DX5. Koran nó cũng làm model DX5 này. Sherwin Vega cũng có model DX5. Đó, em giữ cái vành này luôn nó dơ. Cặp DX5 này thì cái công suất của nó thì đấy, không đừng lắp thôi, cứ giữ thôi. Công suất của em DX5 đây anh em nhé. Đấy. 110W 90 dB. 6 ohm. Đó. Made in Australia Under. Tức là đây là cái dòng mà loa thương hiệu thì Jensen anh em nhìn có cờ Mỹ này. Thương hiệu thì là của Mỹ. Nhưng mà người ta sẽ đặt nhà máy sản xuất tại Úc. Đấy. Cặp DX5 này thì là cặp rất là dễ chơi. Chiều cao của em nó thì rơi vào khoảng 1, 2, 3, 4, khoảng gần 80cm. Chiều ngang là khoảng hơn 20. Em này sử dụng là bát 18, 2 bát 18. Đấy. Một tép đôm. Tiếng đánh rất là hay. Hay nhưng lại còn dễ đánh nhé. Anh em quan tâm cặp này thì liên hệ với shop nha. Cảm ơn các bác.